Chương 3. Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa. Một một, quy định chung. Điều 12. Cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu. Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu. Một, ban hành danh mục hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu tại phụ lục 6 nghị định này. 2 danh mục hàng hóa quy định tại khoản 1 điều này không áp dụng đối với trường hợp hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu theo hình thức hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không qua cửa khẩu Việt Nam. 3. Trong trường hợp để ngăn ngừa tình trạng gây ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người, chuyển tải bất hợp pháp, nguy cơ gian lận thương mại, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định cụ thể hàng hóa tạm ngừng kinh doanh, tạm nhập tái xuất chuyển khẩu và công bố công khai danh mục kèm theo mã HS hàng hóa. Điều 13. Kinh doanh tạm nhập tái xuất. 1. Thương nhân Việt Nam được quyền kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh theo các quy định sau. a. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện Thương nhân phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại mục 2 chương này. B. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng hóa chưa được phép lưu hành sử dụng tại Việt Nam, hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu nhập khẩu, trừ trường hợp giấy phép xuất khẩu nhập khẩu tự động, thương nhân phải được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất. Hồ sơ thủ tục cấp giấy phép quy định tại điều 19, điều 20 nghị định này. C. Trường hợp hàng hóa không thuộc quy định tại điểm A, điểm B khoản này, thương nhân thực hiện thủ tục tạm nhập tái xuất tại cơ quan hải quan. 2. Đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện tạm nhập tái xuất hàng hóa theo quy định tại điều 15 nghị định này, không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa. 3. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan hải quan từ khi tạm nhập cho tới khi hàng hóa thực tái xuất ra khỏi Việt Nam, không chia nhỏ hàng hóa vận chuyển bằng container trong suốt quá trình vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu tạm nhập đến khu vực chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, địa điểm tái xuất thuộc cửa khẩu lối mở biên giới theo quy định. Trường hợp do yêu cầu vận chuyển cần phải thay đổi hoặc chia nhỏ hàng hóa vận chuyển bằng container để tái xuất thì thực hiện theo quy định của cơ quan hải quan. 4. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất được lưu lại tại Việt Nam không quá 60 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập. Trường hợp cần kéo dài thời hạn, thương nhân có văn bản đề nghị gia hạn gửi chi cục hải quan nơi thực hiện thủ tục tạm nhập. Thời hạn gia hạn mỗi lần không quá 30 ngày và không quá 2 lần gia hạn cho mỗi lô hàng tạm nhập tái xuất. Quá thời hạn nêu trên Thương nhân phải tái xuất hàng hóa ra khỏi Việt Nam hoặc tiêu hủy. Trường hợp nhập khẩu vào Việt Nam thì thương nhân phải tuân thủ các quy định về pháp lý nhập khẩu hàng hóa và thuế. 5. Kinh doanh tạm nhập tái xuất được thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt, hợp đồng xuất khẩu và hợp đồng nhập khẩu ký với thương nhân nước xuất khẩu và nước nhập khẩu. Hợp đồng xuất khẩu có thể ký trước hoặc sau hợp đồng nhập khẩu. 6. Việc thanh toán tiền hàng theo phương thức tạm nhập tái xuất phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều 14. Điều tiết hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất. 1. Trường hợp hàng hóa bị ách tắc trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp giải tỏa, điều tiết trên địa bàn và phối hợp với cơ quan hải quan cửa khẩu tạm nhập có biện pháp điều tiết lượng hàng tạm nhập từ cửa khẩu tạm nhập đến cửa khẩu tái xuất. 2. Sau khi đã áp dụng biện pháp giải tỏa điều tiết hàng hóa nêu tại khoản 1 điều này, nhưng tình trạng ách tắc hàng hóa tạm nhập tái xuất vẫn chưa được giải tỏa tại cảng, cửa khẩu, hoặc trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng cục Hải quan và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thực hiện việc điều tiết hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất bằng các biện pháp sau. A có văn bản yêu cầu thương nhân tạm ngừng đưa hàng hóa tạm nhập tái xuất về Việt Nam. B. Tạm dừng cấp giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất đối với hàng hóa quy định tại điểm B khoảng 1 điều 13 nghị định này. Điều 15. Các hình thức tạm nhập tái xuất khác. 1. Trừ trường hợp hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thương nhân được tạm nhập hàng hóa vào Việt Nam theo hợp đồng ký với nước ngoài để phục vụ mục đích bảo hành bảo dưỡng thuê mượn hoặc sử dụng vì mục đích khác trong một khoảng thời gian nhất định rồi tái xuất chính hàng hóa đó ra khỏi việt nam theo các quy định sau a à, đối với hàng hóa chưa được phép lưu hành sử dụng tại việt nam hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu hạn ngạch nhập khẩu hạn ngạch thuế quan giấy phép xuất khẩu nhập khẩu trừ trường hợp giấy phép xuất khẩu nhập khẩu tự động Thương nhân phải được Bộ Công Thương cấp giấy phép tạm nhập tái xuất. Hồ sơ quy trình cấp giấy phép quy định tại điều 19, điều 20 nghị định này. Riêng đối với hàng hóa chưa được phép lưu hành sử dụng tại Việt Nam, Bộ Công Thương cấp giấy phép tạm nhập tái xuất trên cơ sở văn bản chấp thuận của Bộ cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý hàng hóa đó. B. Hàng hóa quy định tại điểm A khoảng 1 điều này khi sử dụng tại Việt Nam phải tuân thủ quy định của Bộ cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý. C. Trường hợp hàng hóa không thuộc quy định tại điểm A khoảng 1 điều này, thương nhân thực hiện thủ tục tạm nhập tái xuất tại cơ quan hải quan không phải có giấy phép tạm nhập tái xuất. 2. Thương nhân được tạm nhập hàng hóa mà thương nhân đã xuất khẩu để tái chế bảo hành theo yêu cầu của thương nhân nước ngoài và tái xuất khẩu trả lại thương nhân nước ngoài. Thủ tục tạm nhập tái xuất thực hiện tại cơ quan hải quan không phải có giấy phép tạm nhập tái xuất. 3 tạm nhập tái xuất hàng hóa để trưng bày giới thiệu tham gia hội trợ triển lãm thương mại a thương nhân được tạm nhập hàng hóa để trưng bày giới thiệu tham gia hội trợ triển lãm thương mại trừ trường hợp hàng hóa cấm xuất khẩu cấm nhập khẩu hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu tạm ngừng nhập khẩu b thủ tục tạm nhập tái xuất thực hiện tại cơ quan hải quan không phải có giấy phép tạm nhập tái xuất c Thương nhân đảm bảo tuân thủ các quy định về trưng bày, giới thiệu hàng hóa, hỗ trợ triển lãm thương mại quy định tại mục chương 4 Luật thương mại. 4. Trường hợp hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thương nhân thực hiện thủ tục tạm nhập tái xuất trong các trường hợp sau đây tại cơ quan hải quan không phải có giấy phép tạm nhập tái xuất. A. Tạm nhập hàng hóa để phục vụ đo kiểm, khảo nghiệm. B. Tạm nhập tái xuất linh kiện phụ tùng, tạm nhập không có hợp đồng để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài. Linh kiện phụ tùng tạm nhập để sửa chữa tàu biển, tàu bay theo hợp đồng ký giữa chủ tàu nước ngoài với nhà máy sửa chữa tại Việt Nam. C. Tạm nhập tái xuất phương tiện chứa hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo phương thức quay vòng. 5. Đối với việc tạm nhập tái xuất máy móc, trang thiết bị, dụng cụ khám chữa bệnh của các tổ chức nước ngoài, để khám chữa bệnh tại Việt Nam vì mục đích nhân đạo, tạm nhập tái xuất dụng cụ biểu diễn trang thiết bị tập luyện thi đấu của các đoàn nghệ thuật, đoàn thi đấu biểu diễn thể thao, thủ tục tạm nhập tái xuất thực hiện tại cơ quan hải quan không phải có giấy phép tạm nhập tái xuất. Trường hợp máy móc, trang thiết bị, dụng cụ khám chữa bệnh, dụng cụ biểu diễn, trang thiết bị tập luyện thi đấu thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo giấy phép điều kiện khi thực hiện thủ tục tạm nhập tái xuất ngoài hồ sơ hải quan theo quy định cần nộp bổ sung các giấy tờ sau. A. Văn bản của cơ quan tổ chức có thẩm quyền về việc cho phép tiếp nhận đoàn khám chữa bệnh hoặc tổ chức sự kiện. B. Văn bản cam kết sử dụng đúng mục đích và theo quy định pháp luật của cơ quan tổ chức cho phép tiếp nhận đoàn khám chữa bệnh hoặc tổ chức sự kiện. 6 Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xem xét cho phép tạm nhập tái xuất vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự, an ninh, phục vụ mục đích quốc phòng an ninh. Điều 16. Cửa khẩu tạm nhập tái xuất hàng hóa. 1. Hàng hóa tạm nhập tái xuất được tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính. 2. Việc tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thực hiện như sau: a việc tái xuất chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu phụ lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu đã có đầy đủ cơ quan kiểm soát chuyên ngành theo quy định và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước các cửa khẩu phụ lối mở biên giới này được ủy ban nhân dân tỉnh biên giới công bố đủ điều kiện tái xuất hàng hóa sau khi đã trao đổi thống nhất với các bộ quốc phòng tài chính công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn B. Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới căn cứ điều kiện cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới quy định tại điểm A khoảng 2 điều này và căn cứ năng lực bốc xếp giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới để ban hành quy chế lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định này và hàng hóa tạm nhập tái xuất theo giấy phép quy định tại điểm B khoảng 1 điều 13 nghị định này. C. Đối với hàng hóa không thuộc đối tượng quy định tại điểm B khoảng 2 điều này, thương nhân được phép tái xuất qua các cửa khẩu phụ lối mở biên giới đã được công bố đủ điều kiện tái xuất hàng hóa. Thủ tục tái xuất thực hiện tại cơ quan hải quan. 3. Hồ sơ quy trình lựa chọn thương nhân theo quy định tại điểm B khoảng 2 điều này được thực hiện như sau. A thương nhân gửi một bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến nếu có áp dụng đến sở công thương tỉnh biên giới nơi có cửa khẩu phụ lối mở biên giới hồ sơ bao gồm văn bản đăng ký tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới nêu rõ loại hàng hóa và cửa khẩu lối mở đề nghị tái xuất một bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh một bản sao có đóng dấu của thương nhân các giấy tờ tài liệu liên quan khác theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới nếu có. B. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ đúng quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công thương tỉnh biên giới gửi văn bản thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ. C. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ đúng quy định Sở Công Thương trình Ủy ban Nhân dân tỉnh biên giới danh sách thương nhân áp dụng đủ điều kiện để thực hiện tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới. D. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị của Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh biên giới công bố danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới. Trường hợp từ chối lựa chọn thương nhân, Ủy ban Nhân dân tỉnh biên giới trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. D ủy ban nhân dân tỉnh biên giới thông báo danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ lối mở biên giới về bộ công thương để phối hợp điều hành e chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới tổ chức thực hiện và quản lý chặt chẽ hoạt động tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ lối mở biên giới theo quy định tại điều này không để xảy ra buôn lậu thẩm lậu nếu xảy ra tình trạng buôn lậu thẩm lậu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và hoạt động tái xuất qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn bị đình chỉ. G. Hàng năm, Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới kiểm tra, rà soát tình hình tuân thủ quy định pháp luật của thương nhân để điều chỉnh, bổ sung hoặc đưa các thương nhân vi phạm quy định trong hoạt động tạm nhập tái xuất hàng hóa ra khỏi danh sách, tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương để phối hợp điều hành. 4. Việc tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu địa điểm khác thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 5. Trường hợp hàng hóa nước ngoài gửi vào kho ngoại quan để xuất khẩu tái xuất qua các tỉnh biên giới thì cửa khẩu tạm nhập để gửi kho ngoại quan và cửa khẩu xuất khẩu tái xuất hàng hóa qua các tỉnh biên giới thực hiện theo quy định tại điều này. Điều 17. Tạm xuất tái nhập. 1. Thương nhân được tạm xuất tái nhập hàng hóa để sản xuất, thi công cho thuê cho mượn hoặc sử dụng vì mục đích khác theo các quy định sau. A. À, đối với hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trừ giấy phép xuất khẩu tự động, giấy phép nhập khẩu tự động thương nhân phải được Bộ Công Thương cấp giấy phép tạm nhập tái xuất. Hồ sơ thủ tục cấp giấy phép quy định tại Điều 19, Điều 20 nghị định này. B. Trường hợp hàng hóa không thuộc quy định tại điểm A khoảng 1 điều này, thương nhân thực hiện thủ tục tạm xuất tái nhập tại cơ quan hải quan không phải có giấy phép tạm xuất tái nhập. 2 thương nhân được tạm xuất tái nhập hàng hóa còn trong thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu hoặc theo hợp đồng thỏa thuận bảo hành ký với nước ngoài để phục vụ mục đích bảo hành bảo dưỡng sửa chữa. Thủ tục tạm xuất tái nhập thực hiện tại cơ quan hải quan không phải có giấy phép tạm xuất tái nhập. 3. Trường hợp hàng hóa không còn trong thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu hoặc theo hợp đồng thỏa thuận bảo hành việc tạm xuất tái nhập ra nước ngoài để bảo hành bảo dưỡng sửa chữa thực hiện theo quy định sau a đối với hàng hóa cấm xuất khẩu cấm nhập khẩu hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu tạm ngừng nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu hạn ngạch nhập khẩu hạn ngạch thuế quan giấy phép xuất khẩu nhập khẩu trừ giấy phép xuất khẩu tự động giấy phép nhập khẩu tự động thương nhân phải được bộ công thương cấp giấy phép tạm xuất tái nhập Hồ sơ thủ tục cấp giấy phép quy định tại điều 19, điều 20 nghị định này. B. Hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, linh kiện phụ tùng đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, không được phép tạm xuất ra nước ngoài để bảo hành bảo dưỡng sửa chữa. C. Trường hợp hàng hóa không thuộc quy định tại điểm A, điểm B khoản này, thương nhân thực hiện thủ tục tạm xuất tái nhập tại cơ quan hải quan không phải có giấy phép tạm xuất tái nhập. 4 thương nhân được tạm xuất tái nhập hàng hóa ra nước ngoài để tham dự hội trợ, triển lãm thương mại. Thủ tục tạm xuất tái nhập thực hiện tại cơ quan hải quan không phải có giấy phép tạm xuất tái nhập. Riêng hàng hóa cấm xuất khẩu chỉ được tham gia hội trợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài khi được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. 5. Việc đưa di vật cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản thực hiện theo quy định của luật di sản văn hóa. 6. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xem xét cho phép tạm xuất tái nhập vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự, an ninh để sửa chữa, phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh. Điều 18. Kinh doanh chuyển khẩu. 1. Thương nhân Việt Nam được quyền kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa theo quy định a à, đối với hàng hóa cấm xuất khẩu cấm nhập khẩu hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu tạm ngừng nhập khẩu hàng hóa chưa được phép lưu hành sử dụng tại việt nam hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu hạn ngạch nhập khẩu hạn ngạch thuế quan giấy phép xuất khẩu nhập khẩu trừ trường hợp giấy phép xuất khẩu tự động giấy phép nhập khẩu tự động thương nhân phải được bộ công thương cấp giấy phép kinh doanh chuyển khẩu Trường hợp kinh doanh chuyển khẩu theo hình thức hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không qua cửa khẩu Việt Nam, thương nhân không phải có giấy phép kinh doanh chuyển khẩu. B. Trường hợp hàng hóa không thuộc quy định tại điểm A khoảng 1 điều này, thương nhân không phải có giấy phép kinh doanh chuyển khẩu của Bộ Công Thương. 2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện hoạt động kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa. 3. Chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt, hợp đồng mua hàng và hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp ký với thương nhân nước ngoài. Hợp đồng mua hàng có thể ký trước hoặc sau hợp đồng bán hàng. 4. Hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu phải được đưa vào, đưa ra khỏi Việt Nam tại cùng một khu vực cửa khẩu và chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan hải quan từ khi đưa vào Việt Nam cho tới khi được đưa ra khỏi Việt Nam. 5. Việc thanh toán tiền hàng kinh doanh chuyển khẩu phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều 19. Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất, giấy phép tạm nhập tái xuất, giấy phép tạm xuất tái nhập, giấy phép kinh doanh chuyển khẩu. 1. Trường hợp kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa quy định tại điểm B khoảng 1 điều 13 nghị định này, hồ sơ bao gồm: a văn bản đề nghị cấp giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất nêu rõ hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất như tên hàng hóa mã số hàng hóa số lượng trị giá cửa khẩu nhập khẩu xuất khẩu một bản chính b giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp một bản sao có đóng dấu của thương nhân c hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng xuất khẩu do doanh nghiệp ký với khách hàng nước ngoài mỗi loại một bản sao có đóng dấu của thương nhân D. Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất đã được cấp, nêu rõ số lượng hàng hóa đã tạm nhập, số lượng hàng hóa đã thực xuất, một bản chính. 2. Trường hợp tạm nhập tái xuất hàng hóa theo hình thức khác quy định tại điểm A khoảng 1 điều 15 nghị định này, hồ sơ bao gồm A. Văn bản đề nghị cấp giấy phép tạm nhập tái xuất, nêu rõ hàng hóa tạm nhập tái xuất, như tên hàng hóa, mã số hàng hóa, số lượng, trị giá, mục đích tạm nhập tái xuất, cửa khẩu nhập khẩu xuất khẩu một bản chính. B. Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp một bản sao có đóng dấu của thương nhân. C. Hợp đồng thỏa thuận thuê mượn ký với khách hàng nước ngoài một bản sao có đóng dấu của thương nhân. 3. Trường hợp tạm xuất tái nhập hàng hóa quy định tại điểm A khoảng 1 và điểm A khoảng 3 điều 17 nghị định này. Hồ sơ bao gồm A văn bản đề nghị cấp giấy phép tạm xuất tái nhập nêu rõ hàng hóa tạm xuất tái nhập như tên hàng hóa mã số hàng hóa số lượng trị giá mục đích tạm xuất tái nhập cửa khẩu xuất khẩu nhập khẩu một bản chính b giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp một bản sao có đóng dấu của thương nhân c hợp đồng thỏa thuận sửa chữa bảo hành của đối tác nước ngoài hoặc hợp đồng thỏa thuận cho thuê mượn hàng hóa, một bản sao có đóng dấu của thương nhân. 4. Trường hợp kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa quy định tại điểm A khoảng 1 điều 18 nghị định này, hồ sơ gồm có A. Văn bản đề nghị cấp giấy phép kinh doanh chuyển khẩu nêu rõ hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu như tên hàng hóa, mã số hàng hóa, số lượng, trị giá, cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu, một bản chính. B giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp một bản sao có đóng dấu của thương nhân. C. Hợp đồng mua hàng và hợp đồng bán hàng do thương nhân ký với khách hàng nước ngoài, mỗi loại một bản sao có đóng dấu của thương nhân. D. Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép kinh doanh chuyển khẩu đã được cấp, nêu rõ số lượng hàng hóa đã đưa vào, đưa ra khỏi Việt Nam một bản chính. Điều 20. Quy trình cấp giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất giấy phép tạm nhập tái xuất, giấy phép tạm xuất tái nhập, giấy phép kinh doanh chuyển khẩu. 1. Thương nhân gửi một bộ hồ sơ quy định tại điều 19 nghị định này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến nếu có áp dụng đến Bộ Công Thương. 2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ đúng quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện hồ sơ. 3 trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ đúng quy định. Bộ Công Thương cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp không cấp giấy phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Riêng đối với giấy phép tạm nhập tái xuất hàng hóa chưa được phép lưu hành sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại điểm A khoảng 1 điều 15 nghị định này Thời hạn cấp giấy phép là 3 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công Thương nhận được văn bản đồng ý việc tạm nhập tái xuất của bộ cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý hàng hóa đó. 4. Trường hợp bổ sung sửa đổi giấy phép cấp lại do mất, thất lạc giấy phép, thương nhân gửi văn bản đề nghị và các giấy tờ liên quan đến Bộ Công Thương trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ đúng quy định, Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh cấp lại giấy phép cho thương nhân. 1 2 kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện. Điều 21. Danh mục hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện. Ban hành kèm theo nghị định này các danh mục hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện sau. 1. Danh mục hàng thực phẩm đông lạnh kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện quy định tại phụ lục 7 nghị định này. 2. Danh mục hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện quy định tại phụ lục 8 nghị định này. 3 danh mục hàng hóa đã qua sử dụng, kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện quy định tại phụ lục chính nghị định này. Điều 22. Một số quy định riêng đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện. 1. Thương nhân Việt Nam được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp, sau đây gọi là doanh nghiệp. Được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện khi đáp ứng các quy định tại Điều 23 hoặc Điều 24 hoặc Điều 25 nghị định này và được Bộ Công Thương cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa. 2. Ngoài việc tuân thủ quy định về kinh doanh tạm nhập tái xuất tại điều 12, điều 13, điều 14, điều 16 nghị định này, doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện phải thực hiện các quy định sau. A. Doanh nghiệp không được ủy thác hoặc nhận ủy thác tạm nhập tái xuất hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện. B doanh nghiệp không được chuyển loại hình từ kinh doanh tạm nhập tái xuất sang nhập khẩu để tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện c vận đơn đường biển đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện được quy định như sau vận đơn phải là vận đơn đích danh không được chuyển nhượng trên vận đơn phải ghi số mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất của doanh nghiệp đối với hàng hóa đã qua sử dụng thuộc phụ lục chính nghị định này trên vận đơn phải ghi số giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất do Bộ Công Thương cấp. Điều 23. Điều kiện kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh. Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh thuộc phụ lục 7 nghị định này phải đáp ứng các điều kiện sau. 1. Có số tiền ký quỹ là 10 tỷ đồng Việt Nam nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố, nơi doanh nghiệp có kho bãi theo quy định tại khoảng 2 điều này. 2. Có kho bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh. Cụ thể, A. À, kho bãi có sức chứa tối thiểu là 100 container lạnh loại 40 feet, diện tích tối thiểu là 1.500 m2. Kho bãi được ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào cứng, được xây dựng với chiều cao tối thiểu là 2,5 m. Có đường dành cho xe chở container di chuyển ra vào kho bãi có cổng ra vào và biển hiệu của doanh nghiệp sử dụng kho bãi. B. Kho bãi có đủ nguồn điện, nguồn điện lưới và máy phát điện dự phòng có công suất tương đương và các thiết bị chuyên dùng kèm theo để vận hành các container lạnh theo sức chứa của kho bãi. C. Kho bãi phải thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc do doanh nghiệp ký hợp đồng thuê, phải nằm trong khu vực quy hoạch hệ thống kho bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh hoặc trong khu vực do Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới quy định, sau khi thống nhất với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Bộ Công thương. Điều 24. Điều kiện kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt. Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc phụ lục 8 nghị định này phải có số tiền ký quỹ là 7 tỷ đồng Việt Nam nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều 25. Điều kiện kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng. Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng thuộc phụ lục chính nghị định này phải có số tiền ký quỹ là 7 tỷ đồng Việt Nam nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố, nơi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều 26. Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất. 1. Bộ công thương cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa khi doanh nghiệp đáp ứng điều kiện quy định tại điều 23 hoặc điều 24 hoặc điều 25 nghị định này. 2. Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất theo quy định tại điều này là mã số riêng đối với từng nhóm hàng hóa. Doanh nghiệp được cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất nhóm hàng hóa nào thì được kinh doanh tạm nhập tái xuất các mặt hàng thuộc phạm vi của nhóm hàng hóa đó. 3. Đối với kho bãi đã được kê khai để chứng minh việc đáp ứng điều kiện kinh doanh và để được cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất, doanh nghiệp không được cho doanh nghiệp khác thuê lại để sử dụng vào mục đích xin cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh. 4. Trường hợp hàng hóa nước ngoài gửi vào kho ngoại quan để xuất khẩu tái xuất qua các tỉnh biên giới phía Bắc thì chỉ doanh nghiệp có mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất của nhóm hàng hóa đó mới được đứng tên trên tờ khai nhập kho ngoại quan và tờ khai xuất kho ngoại quan để xuất khẩu tái xuất. Hàng hóa gửi tại kho ngoại quan thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan. 5. Hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa thuộc phụ lục 7, 8, 9 nghị định này. Trong đó, doanh nghiệp không thực hiện tái xuất qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc, không thuộc loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện và không phải có mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất. Trong trường hợp cần thiết đáp ứng yêu cầu quản lý, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ áp dụng quy định về cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất đối với trường hợp doanh nghiệp thực hiện kinh doanh tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan để xuất khẩu tái xuất qua các cửa khẩu biên giới không thuộc phía Bắc. Điều 27 Hồ sơ trình tự cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất. 1. Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến nếu có áp dụng đến Bộ Công Thương. Hồ sơ bao gồm: A. Văn bản đề nghị cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất một bản chính. B. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp một bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp. C. Văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận về việc doanh nghiệp nộp số tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 1, điều 23 hoặc điều 24 hoặc điều 25 nghị định này, một bản chính. D, tài liệu chứng minh doanh nghiệp sở hữu kho bãi hoặc hợp đồng thuê kho bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh theo quy định tại khoản 2, điều 23 nghị định này, một bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp. D văn bản của cơ quan điện lực nơi kinh doanh có kho bãi xác nhận về việc kho bãi có đủ nguồn điện lưới để vận hành các container lạnh theo sức chứa một bản chính trường hợp doanh nghiệp xin cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc hàng hóa đã qua sử dụng thì không phải nộp các giấy tờ nêu tại điểm d và điểm d khoảng một điều này hai trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ đúng quy định trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ. 3. Đối với mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ đúng quy định, Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra hoặc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có kho bãi kiểm tra xác nhận điều kiện về kho bãi. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra điều kiện kho bãi, Bộ Công Thương xem xét cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh cho doanh nghiệp. Đối với mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt và mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ đúng quy định, Bộ Công Thương xem xét cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 4. Trường hợp bổ sung sửa đổi mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất, cấp lại do mất thất lạc mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất, doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị và các giấy tờ liên quan đến Bộ Công Thương. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ đúng quy định, Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh cấp lại mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất cho doanh nghiệp. 5. Trường hợp phải xác minh các tài liệu giấy tờ liên quan trong hồ sơ đề nghị cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất của doanh nghiệp. Thời hạn xử lý hồ sơ quy định tại khoảng 3 và khoảng 4 điều này tính từ thời điểm Bộ Công Thương nhận được văn bản trả lời của các cơ quan liên quan đối với việc xác minh. Điều 28. Thu hồi mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất. 1. Bộ Công Thương thu hồi mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất theo đề nghị của doanh nghiệp trên cơ sở xác nhận của các cơ quan liên quan về các nội dung sau: A. Doanh nghiệp đã tái xuất hết hàng hóa tạm nhập ra khỏi Việt Nam. B. Hoàn thành nghĩa vụ phát sinh trong quá trình vận chuyển, lưu giữ hàng hóa tạm nhập tái xuất theo quy định của nghị định này nếu có. 2. Bộ Công Thương thu hồi mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất khi doanh nghiệp có vi phạm trong các trường hợp sau: A. Gian lận trong việc kê khai các điều kiện theo quy định tại nghị định này. B. Không duy trì điều kiện theo quy định tại nghị định này trong quá trình sử dụng mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất. C. Không nộp bổ sung đủ số tiền ký quỹ trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương có thông báo theo quy định tại khoảng 2 điều 30 nghị định này. D. Không thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về điều tiết hàng hóa tạm nhập tái xuất theo quy định tại điều 14 nghị định này. D. Kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa mà không có giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất do Bộ Công Thương cấp theo quy định. E. Kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất. G. Từ chối trách nhiệm xử lý đối với những lô hàng đã đến cảng cửa khẩu Việt Nam theo hợp đồng nhập khẩu đã ký. H. Tự ý chuyển tiêu thụ nội địa hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất. I tự ý phá mở niêm phong hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất. 3. Doanh nghiệp bị thu hồi mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất theo quy định tại các điểm A, B, C, D, D, H, I khoảng 2 điều này không được cấp lại mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất trong vòng 2 năm kể từ ngày bị thu hồi. 4. Doanh nghiệp bị thu hồi mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất theo quy định tại điểm E, điểm G khoảng 2 điều này không được xem xét cấp lại mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất. Điều 29. Đình chỉ tạm thời hiệu lực mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất. 1. Bộ công thương xem xét đình chỉ tạm thời hiệu lực mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất trong trường hợp doanh nghiệp bị cơ quan chức năng điều tra các hành vi vi phạm theo quy định tại nghị định này hoặc theo đề nghị của cơ quan chức năng. 2. Thời gian tạm thời đình chỉ hiệu lực mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất là 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 1 năm tùy trường hợp cụ thể hoặc theo đề nghị của cơ quan chức năng. Điều 30. Quản lý, sử dụng và hoàn trả số tiền ký quỹ của doanh nghiệp. 1. Tổ chức tín dụng nơi doanh nghiệp nộp tiền ký quỹ có trách nhiệm quản lý số tiền ký quỹ của doanh nghiệp và thông báo ngay cho Bộ Công Thương biết khi có sự thay đổi về số tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoặc khi số tiền ký quỹ của doanh nghiệp được sử dụng để thanh toán các chi phí theo quyết định của cơ quan xử lý vi phạm. 2. Trường hợp doanh nghiệp không thanh toán các chi phí theo quy định tại khoảng 4 điều 31 nghị định này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan trên cơ sở đề nghị và quyết định xử lý vi phạm của cơ quan xử lý vi phạm có văn bản đề nghị tổ chức tín dụng nơi doanh nghiệp nộp tiền ký quỹ, trích số tiền ký quỹ để thanh toán các chi phí này cơ quan xử lý vi phạm và ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan thông báo ngay cho Bộ Công Thương biết việc xử lý vi phạm và việc sử dụng số tiền ký quỹ nêu trên để Bộ Công Thương thông báo yêu cầu doanh nghiệp bổ sung đủ số tiền ký quỹ theo quy định trước khi tiếp tục kinh doanh tạm nhập tái xuất. 3 doanh nghiệp được hoàn trả toàn bộ hoặc số tiền ký quỹ còn lại sau khi đã sử dụng để thanh toán các chi phí theo quy định tại khoảng 4 điều 31 nghị định này nếu có trong các trường hợp sau. A. Doanh nghiệp không được Bộ Công Thương cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất. Số tiền ký quỹ được hoàn trả cho doanh nghiệp trên cơ sở văn bản trả lời không cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương. B. Bộ Công Thương thu hồi mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất theo đề nghị của doanh nghiệp quy định tại khoảng 1 điều 28 nghị định này. C. Doanh nghiệp bị thu hồi mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất theo quy định tại khoảng 2 điều 28 nghị định này. D. Đối với các trường hợp quy định tại điểm B, điểm C khoảng 3 điều này, việc hoàn trả số tiền ký quỹ của doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sở quyết định thu hồi mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương. Điều 31. Trách nhiệm của doanh nghiệp được cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất. 1. Duy trì điều kiện theo quy định tại nghị định này trong suốt quá trình doanh nghiệp sử dụng mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất. 2. Nghiêm túc giải tỏa hàng thực phẩm đông lạnh tại cảng cửa khẩu về kho bãi của mình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp có hiện tượng ách tắc tồn động. 3. Thu gom và xử lý chất thải, nước thải để phòng chống dịch bệnh, bảo vệ vệ sinh môi trường tại kho, bãi, phục vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh. 4. Thanh toán toàn bộ các khoản chi phí sau đây nếu phát sinh. A. Xử lý làm sạch môi trường nếu hàng hóa của doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trong quá trình lưu giữ tạm nhập tái xuất tại Việt Nam. B. Tiêu hủy hàng tồn động không tái xuất được hàng tạm nhập không đúng với khai báo thuộc diện bị xử lý tiêu hủy. C. Thanh toán các chi phí khác phát sinh do doanh nghiệp vi phạm các quy định về kinh doanh tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan hàng hóa. 5. Báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình thực hiện tạm nhập tái xuất hàng hóa thuộc phụ lục 789 nghị định này, theo mẫu do Bộ Công Thương quy định. Mục 3. Phân công quản lý, điều hành hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu. Điều 32. Bộ Công Thương. một Đôn đốc hướng dẫn các bộ ngành địa phương liên quan để triển khai thực hiện, tổ chức kiểm tra và phối hợp với các cơ quan tổ chức thương nhân có liên quan, kiểm tra việc thực hiện quy định quản lý hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu tại nghị định này. 2. Tổ chức kiểm tra xác nhận điều kiện về kho bãi của doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh hoặc ủy quyền cho Sở Công thương tổ chức kiểm tra và xác nhận. 3. Thực hiện biện pháp điều tiết hàng hóa trong trường hợp cần thiết theo quy định của nghị định này. Điều 33. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 1. Tổ chức quy hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hệ thống kho bãi, bốc xếp, địa điểm tập kết hàng hóa, địa điểm tái xuất, nguồn điện và các điều kiện khác bảo đảm cho hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất chuyển khẩu và lưu giữ bảo quản hàng hóa tại khu vực tái xuất hàng hóa. 2. đánh giá nhu cầu và khả năng phát triển hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh trên địa bàn, thống nhất với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Công Thương để quy định địa điểm xây dựng hệ thống kho bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh trên địa bàn tỉnh. 3. Căn cứ quy định hiện hành, chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, tổ chức quản lý điều hành hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất chuyển khẩu hàng hóa trên địa bàn và chịu trách nhiệm trước chính phủ, thủ tướng chính phủ về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất chuyển khẩu hàng hóa trên địa bàn. 4. Phối hợp với các bộ ngành liên quan đảm bảo có đủ lực lượng kiểm tra chuyên ngành và đủ cơ sở vật chất cho các lực lượng này hoạt động để thực hiện việc kiểm tra, giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, lưu thông trên địa bàn, bảo đảm yêu cầu về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, hạn chế gian lận thương mại, thẩm lậu, buôn lậu, trốn thuế, ô nhiễm môi trường. 5. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan có biện pháp điều tiết hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu trong trường hợp có ách tắc trên địa bàn, kịp thời thông báo cho Bộ Công Thương diễn biến tình hình giao nhận hàng hóa trên địa bàn và đề xuất biện pháp quản lý để tránh ủng tắc tại các cảng cửa khẩu. 6. Chủ trì thống nhất với các bộ ngành trước khi công bố các cửa khẩu phụ lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu đủ điều kiện để tái xuất hàng hóa khi đã có đầy đủ cơ quan kiểm soát chuyên ngành theo quy định và cơ sở kỹ thuật Bảo đảm quản lý nhà nước. 7. Thực hiện việc thu phí đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất theo hướng dẫn của Bộ Tài chính nhằm tăng cường nguồn thu ngân sách phục vụ việc đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông bến bãi, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh trật tự tại các cửa khẩu. 8. Thông báo kịp thời những thay đổi trong chính sách thương mại vùng biển của nước láng giềng đến Bộ Công Thương và các thương nhân để có kế hoạch điều tiết hàng hóa tạm nhập tái xuất tránh nguy cơ ách tắc tại các cảng cửa khẩu. 9. Chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh thực hiện A. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra doanh nghiệp trong việc duy trì điều kiện kinh doanh tạm nhập tái xuất và thông báo cho Bộ Công Thương biết để phối hợp xử lý khi doanh nghiệp không duy trì các điều kiện theo quy định tại nghị định này. B. Định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Công Thương tình hình hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất chuyển khẩu hàng hóa tình hình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong việc thực hiện quy định kinh doanh tạm nhập tái xuất chuyển khẩu trên địa bàn. C. Thực hiện theo ủy quyền của Bộ Công Thương việc kiểm tra kho bãi hoặc xác minh các giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh quy định tại nghị định này. D. Thông báo đến Bộ Công Thương trường hợp phát sinh các vụ vi phạm quy định về kinh doanh tạm nhập tái xuất chuyển khẩu trên địa bàn để phối hợp xử lý. Điều 34. Tổng cục Hải quan 1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hàng hóa tạm nhập tái xuất từ khi nhập khẩu vào Việt Nam cho đến khi thực xuất khẩu ra khỏi Việt Nam theo quy định của pháp luật hải quan. 2. Định kỳ hàng quý cung cấp thông tin, số liệu thống kê về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất cho Bộ Công Thương và cung cấp thông tin số liệu đột xuất theo đề nghị của Bộ Công Thương để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. 3. Thông báo cho Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có liên quan trong các trường hợp sau để phối hợp điều hành xử lý. A. Doanh nghiệp vi phạm quy định về kinh doanh tạm nhập tái xuất và kinh doanh chuyển khẩu. B. Có hiện tượng ách tắc hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất chuyển khẩu tại các cảng, cửa khẩu,